một người đàn ông tên William New đến từ bang Virginia của Hoa Kỳ đã giành được 20 giải thưởng cao nhất với tổng trị giá 100.000 đô la Mỹ sau khi mua 20 tờ vé số giống hệt nhau cho cùng một lần quay số. Theo báo cáo của UP, New đã thông báo với cơ quan sổ số Virginia rằng anh ta thường mua vé số tại một cửa hàng địa phương, nhưng lần này anh ta quyết định thử mua trực tuyến lần đầu tiên và mua 20 vé giống nhau cho kỳ quay số chọn 4 vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Theo New, anh ta đã chọn các con số 5, 4, 1, 1, mang lại cho anh ta giải thưởng 5.000 đô la Mỹ cho mỗi vé và một giải độc đắc 100.000 đô la Mỹ. Neil nói rằng cảm thấy rất vui khi giành chiến thắng. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng giải thưởng chiến thắng của mình như thế nào.